Kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em, con là Linh Mục An Bình. Xin được chào đón quý vị đến với chương trình Thánh Ca Lời Con Muốn Nói. Kính thưa quý vị, trong phòng thu hình ngày hôm nay thì có một sự hiện diện rất là đặc biệt. Mà nói về nhạc Thánh Ca Công Giáo thì ai cũng biết đến anh. Chúng ta cùng chào đón ca sĩ Trần Ngọc. Vâng, con xin kính chào cha. Xin gửi lời chào thân thương đến nhất tới tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Lời Con Muốn Nói. Vâng, thưa anh Trần Ngọc thì phải nói là cảm ơn anh đã đến trong cái chương trình ngày hôm nay và được biết là hôm nay là anh sẽ hát theo yêu cầu của em. Tại vì có những cái bài hát thưa quý vị mà khi mà cất lên thì biết đây chính là Đình Ngọc. Và chúng con muốn gửi đến quý vị những cái sự đặc biệt riêng tiếng hát của Trần Ngọc đến với quý vị ngày hôm nay. Thì không biết là anh Trần Ngọc khi mà anh đến với Thánh Ca là khi nào anh? Thật sự là lúc đó là khi nào anh đến với nhạc Thánh Ca? Con nhớ lâu lắm rồi, chắc phải mấy chục năm rồi cha. Lúc đó thì con có một cái giọng hát ở nhà, rồi bố con cứ hát nghêu ngao, rồi xong rồi bố bảo sao mày có giọng hát to, tốt, khỏe như thế mà sao không vô ca đoàn hát đi. Con thấy nghe lời bố và con đã tham gia ca đoàn. Vâng, vậy thì cảm ơn bố của anh ha. Vâng, đúng vậy. Người bố mà, người mẹ mà khuyến khích con cái của mình, đó là một cái điều rất là vui. Vậy thì hôm nay, kính thưa quý vị, một cái bài hát đầu tiên, một cái bài hát phải nói rất là đẹp để ca tụng tình yêu của Thiên Chúa. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tình Yêu Thiên Chúa, sáng tác của Thế Thông và Đình Diễn. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ơi nào biết lời chỉ bao đền. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ơi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gọi sạch tôi đời. Tình yêu sao quá cao vời, con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi, chưa có bầu trời nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời. Đêm có đôi môi, tôi ca ngàn khúc hát vang lên gợi khen. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ơi nào biết lấy chỉ bao đền. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ơi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gội sạch tôi đời. Ôi tình yêu sao quá cao vời, con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Nhìn ngước lên cao ngàn ánh trăng sao, tình tu dạt dào nào ai dám nói đất thấp trời cao. Chúa nơi nào, Chúa ở bên tôi đâu có xa xôi, như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi. Tháng hôm nay và mãi tương lai, Chúa biết từng ngày. Đời tôi đang sống dẫu có đổi thay, tay Chúa an bài. Mưa gió miên man hay nắng hân hoan, môi luôn tràn tiếng hát tâm tư bình an.
đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ơi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gội sạch tôi đời, ôi tình yêu sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Wow, wow. Quý vị thấy không quý vị, một cái giọng hát rất là powerful, rất là mạnh và rất là cao. Thì chắc là phải tập như vậy chắc cũng khó lắm phải không anh? Hay là sao, cái này là cái tự anh hát thôi. Vâng, được con được may mắn là con được học ở trong trường Nhạc Viện Quốc gia Nhạc Sài Gòn. Yeah. Con học như vậy là 10 năm. Yeah. 4 năm wow. Trung cấp, 4 năm đại học và 2 năm sau đại học. Và con cũng đã giảng dạy thanh nhạc ở ngay tại trường đó là cũng được 7 năm, 8 năm. Wow. Và sau đó con định cư tại Wow, wow, quý vị, anh Trình Ngọc rất là nhiều tài. Bây giờ con coi Facebook của anh Trình Ngọc mới biết là ngày xưa cũng là một diễn viên nữa và cũng đi đóng phim phải không anh? Ủa dạ, sao vâng. cái kỷ niệm đó làm sao mà nó dẫn anh cũng được, có cái duyên cha ạ. Yeah. Con cũng đi dự tiệc một sinh nhật của một anh đạo diễn bộ phim đó là anh Trần Quang Đại. Thì trong suốt cái buổi tiệc đó thì anh cứ nhìn con mà con cũng không biết là anh đã đạo diễn nữa. Thì sau đó thì anh có hỏi con là mày có đóng phim không? Ừ. Là dạ em là ca sĩ chứ không phải là diễn viên, nhưng mà tao cần một cái vai người lạ, đại khái như vậy. Thì tưởng là trong buổi tiệc là anh nói chơi cho làm quà thôi, nhưng mà sau đó thì anh đã gửi hình và là vâng. Con cũng không biết sao. Lúc đầu thì hơi bỡ ngỡ nhưng sau đó thì từ từ cũng quen dần. Dạ. Vâng. Và bộ phim đó rất là nhiều người yêu biết thích. Dạ. Dạ. Dạ, vâng. Vâng. Và em bảo wow, anh Trịnh Ngọc nhiều tài quá, là ca sĩ này rồi là diễn viên này rồi bây giờ là dạy nhạc đó rồi còn biết cắt tóc nữa. Dạ, vâng, cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, cảm ơn cha. Dạ, vâng, thì cũng cảm ơn tất cả những cái gì mình có trên đời này là đều là hồng ân của Thiên Chúa. Và anh Trịnh Ngọc ơi, em có một cái bài hát mà khi mà em nghe lần đầu tiên á, là nó vào cái tâm trí của em luôn. Là cái bài mà anh hát, bài Đường Thập Giá. Cái bài đó của nhạc sĩ Giang Ân rất là hay. Mà bảo trời ơi, ước ngày nào mà mình gặp được cái người ca sĩ này. Nhưng mà quý vị, một cái điều rất là vui là khi mà qua Mỹ thì gặp được anh Trần Ngọc. Và ngày hôm nay, anh sẽ hát theo yêu cầu của con một cái bài nhạc phẩm rất là hay. Đường Thập Giá, sáng tác của Giang Ân. Có một con đường mà Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang tên Thập Giá. Chúa đã đi qua, Chúa đã đi qua con đường như thế đó, từng bước Chúa hiên ngang thập giá đến vinh rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la, Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình Ngài. Bước chân trong đời nhiều khi thấy bơ vơ, làm sao hiểu đường con đúng hay sai, và nơi nào cho con hạnh phúc. Chúa muốn con đi, Chúa muốn con đi con đường mang chân lý, thập giá dấu đau thương niềm vui sẽ biến trường. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la, Chúa cho con
con niềm tin và hy vọng. Xin một đời thập xa dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình Ngài. Dạy con biết thương yêu, đường đi nào không vương thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa biết con đây thân phận con yêu đuối, và Chúa đã nâng con để con bước theo Ngài. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng. Xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình. Vâng, kính thưa quý vị, một cái nhạc phẩm nói lên cái tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người chúng ta. Thì trong đời sống của chúng ta thì bao giờ thì chúng ta cũng có những cái trở ngại hết. Anh Trần Ngọc có cảm thấy là khi nào mình Chúa bỏ rơi mình không anh? Hay là lúc nào anh cũng thấy là Chúa là lúc nào cũng đồng hành với mình hết? Con chưa thấy Chúa bỏ rơi, nhưng mà con lúc con gặp nguy khó, lúc con gặp biến cố, lúc con gặp những cái sự buồn thì con hay cầu nguyện với Chúa, con chạy đến với Chúa, con cứ dâng phó, trao phó hết cho Chúa để mọi sự Chúa lo liệu. Rồi sau đó thì con cảm thấy bình an và cuộc sống vui tươi lại. Và những cái điều mà em cảm thấy như là anh có dạy một cái lớp thanh nhạc cho các bé thì rất là vui. Thì anh có thể chia sẻ một chút xíu là tại sao anh come up với cái idea là bây giờ mình dạy nhạc cho các em bé và dạy đàn nữa, phòng thưa anh, dạy voice nữa. Dạ vâng, con thì chuyên môn của con là thanh nhạc, tức là dạy voice, là dạy luyện thanh đó. Thì có một số các em nhỏ cũng đang học tiếng Việt thì con cũng dạy thêm cho các em hát tiếng Việt, rồi giống như luyện thanh cho các em, và các em rất hồn nhiên và nó giúp con cũng như trở lại với tuổi thơ của các em vậy. Đó là một cái niềm vui phải không anh? Thì lúc nào mình cũng nhìn về cái tình yêu của Thiên Chúa và mình biết là Chúa lúc nào cũng đồng hành. Nhưng mà nhiều khi trong những cái thời gian khó khăn, hay là bên Việt Nam bây giờ họ cũng đang Covid, hay là năm vừa rồi chúng ta cũng có một cái Covid đó, thì nhiều người mình cảm thấy mình mất lòng tin. Mình thấy là tại sao Chúa bỏ rơi mình trong những cái hoàn cảnh này. Mình đang rất là cần Chúa. Thì để nói lên cái tâm tình này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên đã sáng tác một bài nhạc rất là hay, có tựa đề là Đừng bỏ con Chúa ơi. Và giờ đây xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đừng bỏ con Chúa ơi, khi con khó nguy giữa đời. Đừng bỏ con Chúa ơi, đau thương u sầu giăng lối. Đừng bỏ con bơ vơ, sóng gió biết đi phương nào. Đừng bỏ con đơn hành, trên đường mù tối vắng tênh. Từ con Chúa ơi, khi con lỡ dại xa Ngài. Đừng từ con Chúa ơi, khi
xa Ngài, vắng Ngài đời biết theo ai. Con biết Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Trần gian nhiều cây đắng, con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Ngài chờ con Chúa ơi, khi con lỗi hẹn chưa về. Ngài chờ con Chúa ơi, khi con xa tình yêu Chúa. Ngài chờ con ăn năn, đôi tay chắp lễ tuôn tràn. Ngài chờ con bên Ngài, hương nguồn hạnh phúc. Vàng nẻo đường, con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ. Cảm ơn anh Trịnh Ngọc, rất là phải nói là cái bài thơ này rất là tâm tình, và anh thể hiện với một cái giọng hát rất là cao và strong, rất là khỏe. Thì em nghĩ mà chắc là anh có cái phổi lớn lắm phải không anh? Tại vì dạ, mỗi ngày con phải tập đó cha. Con phải luyện thân, con phải tập thể dục, con phải hít thở, làm sao cho cái phổi đúng như cha nói là phải thật khỏe thì mới hát có lực như vậy. Tại vì thấy mình nghe cái giọng hát đó, mình cũng tưởng là chắc là cái phổi của anh rất lớn. Nhưng mà cái đó là mình cũng phải có sự kiên nhẫn, phải không? Cái là luyện thân. Kiên nhẫn, vâng, chắc phải kiên nhẫn đó chả. Ok, vậy bữa nào chắc phải anh phải dạy cho em. Kính thưa quý vị, thì chúng ta tiếp tục nghe những cái nhạc phẩm của anh Trần Ngọc. Và thưa anh Trần Ngọc, khi mà mình nói về cái lớp học của anh á, bây giờ anh có được nhiều học sinh chưa? Và bây giờ những học sinh nào muốn đi học thì phải làm sao thưa anh? Dạ vâng, thì con đang có khoảng trên dưới 10 người. Thì muốn học thì chắc liên lạc với liên lạc với cha đi. Dạ vâng, mọi người liên lạc với cha để được gặp con. Dạ vâng, thì nếu mà quý vị nào có con em mà chỉ muốn con em có một cái giọng hát khỏe, đẹp, thì hãy đến với ca sĩ Trần Ngọc. Anh có một cái kinh nghiệm về ca hát rất là nhiều. Để mà quý vị mà nếu mà nghe cái chương trình này được sẽ được discount phải không anh? Vâng, kính thưa quý vị, thì trong đời sống của chúng ta, cái điều mà chúng ta cần nhất là đức tin. Đôi khi đức tin của chúng ta bị lung lay qua những cái biến đổi của cuộc sống, sự khó khăn chúng ta gặp thường ngày trong cuộc sống. Nếu mà chúng ta không có lòng tin thì chúng ta sẽ kiểu như là cái đời sống của mình sẽ không được hoàn hảo. Bởi vậy, chúng ta cần có sự cầu nguyện để xin Chúa cho mình cái đức tin được vững chắc trong đời sống. Và giờ đây, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Cho Con Vững Tin, sáng tác của Linh Mục Nguyễn Duy.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo uy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lao lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than vãn thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Rằng con vững tin, trên đỉnh núi nhìn Chúa biển hình. Ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa. Con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấm. Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ kính thưa quý vị, thì trong đời sống của chúng ta thì Thiên Chúa lúc nào cũng đợi chúng ta trở về với Ngài. Và để thể hiện cái tâm tình này, nhạc sĩ Ân Đức có một cái bài hát rất là hay dựa trên câu chuyện của Thánh Augustino, Ngài có đó, nói lên Thiên Chúa vẫn đợi chúng ta từng ngày trong cuộc sống. Và giờ đây chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm Ngài có đó qua tiếng hát của ca sĩ Trần Ngọc. Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chàng ngài đáp lại. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con.
luôn chan chứa. Ngài cô đô sang tay chờ đợi con bao năm, Ngài kêu con mong được con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mở khuất tương lai, chân mệt nhòi thập giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài thoa ngát hương và làm con say mến, Ngài làm dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài trong con thêm mà con vẫn tìm. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu. Trần Ngọc rất là nhiều những cái bài hát anh mang lại ngày nay hôm nay cho tất cả quý khán giả, phải nói rất là đặc biệt. Cảm ơn anh một lần nữa. Thì chương trình của chúng ta thì cũng hết rồi. Thì bây giờ thì mời anh có những đôi lời cuối cho tất cả quý khán giả. Con xin cảm ơn cha và xin kính chúc tất cả quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thật nhiều bình an. Vâng, một lần nữa con xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã lắng nghe chương trình của chúng con và tiếp tục ủng hộ chúng con trên con đường thánh ca phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội qua cái lời ca tiếng hát của mình.
Và một lần nữa xin kính chúc quý vị một cuối tuần được đầy tràn hồng ân Thiên Chúa, tràn đầy hồng ân của Đức Mẹ. Thank you and God bless. See you next time.